tử tế. Nó không phải là một cái túi ni lông, một cây viết hay là bất cứ vật gì mà bạn có thể mang kè kè bên người. Lúc bạn cần là sẽ có. Và lúc bạn không nhớ là mình để đâu thì liền có thể tìm một thứ khác để mà thay thế, mà không cần phải mảy may tìm kiếm. Nếu 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 Tử tế nó là một cái phần thưởng trong suốt cái quá trình phấn đấu. Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Khi mà nhắc tới sự tử tế thì mọi người sẽ nghĩ ngay điều gì đầu tiên? Những năm gần đây á, mình nghe được nhiều cái câu đó là sống tử tế chỉ có bị thiệt thòi mà thôi. Và có một cái sự tình cờ, đó là gì mọi người biết không? Đó là tử tế thì nó có hai chữ tờ, và thiệt thòi thì nó cũng có hai chữ tờ. Vậy có phải là sống tử tế thì sẽ bị thiệt thòi không? Trước khi đi tiếp với video của ngày hôm nay thì Ký Kỳ Cục ngó phiên bản nhắm mắt. Từng link mình để phía dưới phần mô tả ha. Hãy đăng ký kênh nếu mà bạn thích, và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo, để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã nhé. Thời tiết mùa này nóng ha, cũng hơn á, là được xoa dịu bằng những trận mưa đầu mùa. Và theo mọi người á, thì đặc sản đi kèm với những trận mưa đầu mùa nó là cái gì? Cá nhân mình thì mình nghĩ đó là những cú ngã. Mình thích cái cách mà mọi người hỏi thăm nhau trong cái thời điểm này trong năm. Thì vừa mới đây thôi, mình vừa đi ăn xong cái khúc mà ra bãi giữ xe á, thì một cái chú phục vụ đã cất công chạy ra thẳng cái bãi giữ xe và nhắc mình là: "Con ơi, cái mùa này á, đừng có bóp thắng trước, chạy xe chậm thôi, dễ ngã lắm. Sài Gòn dễ thương ha." Và người Sài Gòn thì cũng tử tế chứ bộ. Dù nha, tại cái thời điểm này nha, mình cũng gặp phải một vài người không được tử tế cho lắm. Mà cũng đâu phải là con người ta chỉ đối xử tử tế với nhau tại cái thời điểm này trong năm đâu, đúng không? Những cái hành động nhỏ nhặt như là nhắc nhở đá chống xe nè, rồi coi chừng cái tà áo mưa dài quá cuốn vào bánh xe nè, vân vân. Mình tin là mọi người ngồi ở đây ít nhất một lần đã nhắc và được nhắc. Và rồi, ngay sau đó thì mình thèm chè chanh xả tay. Gần đây thôi, mình có một cái quán rượu, à cái kiểu mà trên một cái con đường dài nha, quán thường sẽ nằm gọn trong một góc. Nếu mà không được người bạn mình giới thiệu á, thì chắc là mình cũng sẽ không chú ý tới quán đó đâu. Mọi người biết ấn tượng đầu tiên của mình đối với quán là gì không? Đó là khi mà tới gọi nước nha, mình đưa một cái tờ tiền có mệnh giá lớn. Tại vì mình là một người rất là ít ăn vặt, nên là mỗi khi ăn vặt thì thường sẽ cầm tiền chẵn ấy. Thì có một người chị cỡ 30 tuổi bước ra. Chị nói là: "Em chờ chị một tí, chị đi đổi tiền. Hoặc là em lần sau tới em đưa luôn cũng được." Mình bị ngạc nhiên á mọi người. Tại vì cái thời đại này á, thì cầm chắc được tiền rồi người ta mới múc cháo, đúng không? Mình mới mua ở quán chị lần đầu, lỡ mình cầm ly trà chanh mình chạy luôn thì sao? Biết là một ly trà chanh thì nó cũng không đáng là bao nhiêu, nhưng mà cái đó cũng là công sức của chủ quán mà, đúng không? Có thể nhiều bạn học kinh tế á, thì sẽ nghĩ là ok, đây là một cái cách marketing rất là hiệu quả. Thì các bạn cũng có thể nghĩ theo cái cách đó, nhưng mà mình thì mình nghĩ theo một cái phương diện đời hơn. Tại vì qua cũng vài lần ghé quán thì mình thấy là chị chủ quán rất là hay cười. Mà ở những người hay cười, họ thường tỏa ra một cái nguồn năng lượng rất là tích cực, rất là thu hút mọi người xung quanh. Khi mà ly trà chanh được làm xong, bưng ra, chị cũng không quên nhắc mình là: "Mùa này em chạy xe chậm thôi, chạy xe cẩn thận nha." Trong những cái cuộc trò chuyện với những người bạn, họ chia sẻ những câu chuyện mà họ vừa trải qua. Do ra đời, mỗi người một cuộc sống, mỗi người một công việc, nên là căn bản có nhiều khía cạnh đã không thể đồng hành cùng với nhau rồi. Ta chỉ biết những cái tình hình của những người bạn của mình qua những cái lời trò chuyện của họ thôi. Họ chia sẻ những cái vấn đề họ gặp phải trong công việc, như là gặp sếp khó khăn nè, rồi gặp những người đồng nghiệp
gây drama nè, vân vân. Rồi trong lúc não nề á, họ thốt lên một cái câu đó là: có phải á, là mình cứ sống tử tế là sẽ bị người ta lấn nước, người ta leo lên đầu lên cổ ngồi. Có phải mình cứ tử tế là sẽ bị thiệt thòi hay không? Biết sao giờ, mình cũng rất là đồng cảm. Có những người nha, mình tử tế thì người ta được đà lấn tới, lấn phần của mình vì lợi ích cá nhân của họ. Khi mà bình tâm lại suy nghĩ á, thì chẳng phải tử tế là một món quà được Thượng Đế chắc lọc cẩn thận trước khi ban tặng hay sao? Nghe hơi sách giáo khoa ha. Nhưng mà suy nghĩ kỹ đi, đâu phải ai cũng có thể tử tế, và đâu phải ai cũng sở hữu cái phẩm chất tử tế ngay từ ban đầu, đúng không? Mà nói từ sở hữu thì nó còn hơi phiếm diện. Theo góc nhìn cá nhân mình á, thì tử tế nó là một cái phẩm chất mà ta phải ra sức trau dồi và học hỏi suốt một cái chặng đường dài. Nó giống như cái việc đi thỉnh kinh vậy á. Giờ phút này là mình nhớ tới một cái câu, đó là những cái người tổn thương á, thì họ thường sẽ không để người khác đi vào vết xe đổ của họ, vì hơn ai hết á, họ hiểu rõ nỗi đau của cái tổn thương ấy mang lại. Cái ý nôm na mình muốn truyền đạt nó là như vậy. Nhưng mà cái giờ phút này á, mình nhớ là có một cái câu ngắn gọn nói ra là mọi người sẽ hiểu, nhưng mà cái giờ phút này thì tự nhiên bị quên ngang. Tử tế nó không phải là một cái túi ni lông, một cây viết hay là bất cứ vật gì mà bạn có thể mang kè kè bên người. Lúc bạn cần là sẽ có, và lúc bạn không nhớ là mình để đâu thì liền có thể tìm một thứ khác để mà thay thế, mà không cần phải mảy may tìm kiếm. Tử tế nó là một cái phần thưởng trong suốt cái quá trình phấn đấu. Và giờ đặt ngược lại vấn đề, nếu mà nói tử tế thì sẽ chịu thiệt thòi, vậy thì ok, bạn đừng tử tế nữa. Bạn cứ sống một cái cuộc đời còn lại mà không tử tế đi, xem bạn chịu được không. Ai bảo tử tế là dễ đâu, đúng không? Đâu phải khi không lại nói từ con người. Chúng ta phải hành động sao cho cái phần người á, nó hơn phần con. Nếu mà nói tử tế thì sẽ chịu thiệt thòi, thử đổi một cái cách nói khác, thiệt thòi nó như một cái thử thách để đạt được sự tử tế. Và mình tin nha, cái thiệt thòi á, nó sẽ là một cái từ mang nghĩa chủ quan, tùy theo góc nhìn của mọi người. Và mỗi người sẽ có một cái thang đo, một cái mức độ chịu thiệt tùy vào mỗi người. Ok, tôi chịu thiệt tới mức này là tối đa, tôi không chịu thiệt thêm nữa, mức này thôi, mức này là tối đa. Người xưa có cái câu là một điều nhịn bằng chín điều lành. Mình cũng là Gen Z, và mình thấy nha, Gen Z là đang đấu tranh cho chính bản thân mình mỗi ngày luôn. Và Gen Z cũng sẽ không nhịn. Mình có cảm giác là như vậy. Nhưng mà mình cũng không phải là làm video với khuyến khích mọi người cái gì cũng phải nhịn, cái gì cũng phải nhịn. Không. Ý sao ta? Mình chỉ muốn nói đó là nhịn không đồng nghĩa với nhu nhược. Và đừng vịnh vào cái lý do là tôi đã sống một cuộc sống đầy thiệt thòi nên tôi có quyền sống không tử tế. Đổ lỗi thì nó rất là dễ. Nhưng mà bình tâm lại, ngồi xuống suy nghĩ và tìm một cái cách làm khác đi, nó mới là chuyện khó. Một ý nữa đó là ra ngoài không phải ai mình cũng có thể đối xử tử tế. Mọi người biết suy nghĩ đầu tiên của mình là gì không? Mình không muốn truyền đạt cái thông điệp này một tí nào cả, nên là mình đã cố gắng suy nghĩ một cái cách truyền đạt sát nhất với những gì mà mình muốn diễn đạt đến tất cả mọi người. Và mình muốn bổ sung thêm đó là ta hãy cứ cư xử tử tế với tất cả mọi người. Giống như trong vlog định kiến, đừng có đeo lên mình một cái cặp mắt kính của người khác. Người ta bảo là người này không tốt, người này xấu, thì ta liền có ác cảm với người đó, mặc dù ta chưa bao giờ tiếp xúc với họ. Mình cũng trải qua cái trường hợp này. Drama thì ai không thích hóng chứ, đúng không? Hóng drama là một chuyện. Tới lượt mình tiếp xúc với nhân vật chính trong drama thì mình cứ cư xử tử tế, mình cứ cư xử đúng với bản thân mình thôi. Sau khi tiếp xúc thấy họ tệ thì lúc đó mình sẽ không tiếp xúc nữa. Còn nếu mà họ không tệ là có phải chúng ta đã trách lầm họ rồi không? Ý mình muốn nói ở đây là ta hãy cứ cư xử tử tế với tất cả mọi người.
cư xử tử tế với mọi người, nó không được hình dung như cái kiểu là có cái gì thì ta cứ trao hết đi nha. Rồi mỗi người ta tiếp xúc á, ta sẽ có một cái thang đo, căn cứ vào thang đo để ta xem xét lại mối quan hệ, chứ không phải là dựa vào cái thang đo đó mà ta thay đổi cái cách ta đối nhân xử thế với thế giới bên ngoài. Chứ không có cái chuyện là trước mặt thì cười hi hi ha ha với nhau, nhưng mà sau lưng lại đi đâm chọc nói xấu nhau. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn truyền đạt với mọi người trong video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết chiếc video này. Và thú thật thì hôm nay thì mình có gặp phải một vài trục trặc từ cái cách mình tương tác với camera, nhưng mà cũng rất là hên là cuối cùng đã quay xong cái shot này. Và cảm ơn mọi người đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của mọi người ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.